Thưa quý vị, hiện nay thì các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vẫn đang tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở một số địa phương như thành phố Tây Ninh, huyện Tân Biên, huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua thì có thể thấy rằng là ở khu vực nông thôn, cử tri đặc biệt quan tâm đến các chính sách nông nghiệp. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã đưa ra các chương trình hành động thiết thực sát với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới được cử tri hoan nghênh. Bên cạnh đó, vấn đề được các cử tri khu vực nông thôn quan tâm nhất hiện nay là các giải pháp, các chính sách khuyến nông. Các loại hoa màu, thí dụ như mì, mía, ớt, rau quả các loại, nó không ổn định trên thị trường. Nông dân nó sẽ còn hoang mang, có nghĩa là thấy đâu trồng đó, thành thử ra nó bị thất thoát nhiều. Thế nên chúng ta tập trung theo cái khu vực, thí dụ như bến cầu trồng cái gì để cần phát triển, nó như là ổn định giá cả thị trường thôi. Đó là cái cử tri mong muốn. Từ ngày 13 tháng 5, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ ngừng việc xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Cử tri sẽ tập trung nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng nhất.